Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Vườn Hoa Kiển Thiên Mộc. Trong một clip trước thì mình đã có trình bày với các bạn về việc mà mình mua giá thể thì mình nên mua theo thể tích chứ không nên mua theo khối lượng các bạn. Tuy nhiên là nhiều bạn vẫn chưa có nhiều cái chưa có biết về cái cách tính thể tích của cái chậu của mình để mà mình có thể lựa chọn mua bao nhiêu giá thể để mình đủ dùng các bạn. Chứ mà mình mua xa xôi mà mua về nó thiếu thì lại mất công đi mua nữa ha. Thì như vậy thì chúng ta vừa mất thời gian vừa mất nhiều chi phí vận chuyển nữa. Như vậy thì hôm nay mình sẽ trình bày cho các bạn một số cách để mình tính cái thể tích của các kiểu chậu mà. Ngoài ra thì không những áp dụng vào việc tính thể tích chậu thì chúng ta có thể sử dụng cái cách tính này để mà mình sử dụng để tính cho hầu hết các vật dụng ở trong nhà các bạn. Những vật dụng có dạng hình học thì nó đều có thể tính được nha các bạn. Thông thường với cách bình thường, nếu như mà chúng ta không rành về công thức toán thì chúng ta sẽ tính thể tích của mỗi cái dụng cụ chứa hay là cái chậu như thế nào các bạn. Ví dụ như cái chậu này đi. Nếu mà muốn tính thể tích của nó, nếu chúng ta làm thực nghiệm thì chúng ta sẽ phải dùng cái thể tích vật chất tương đương để mình quy đổi ra ha. Ví dụ như mình sẽ lấy trấu, mình làm vật chất tương đương thì mình sẽ đong từng lít trấu mình đổ vào trong đây. Thì đến khi nào nó đầy cái lượng mình cần dùng á thì mình xác định cái lượng trấu mình đã đổ vào đó bao nhiêu thì mình xác định được thể tích của cái chậu là bao nhiêu ha các bạn. Hoặc là mình dùng nước thì mình cũng đong đo như vậy. Nhưng mà với cái cách này thì nó hơi phiền phức một chút là ở khâu chuẩn bị và phần thao tác thực hiện thì nó hơi nặng nhọc không bạn. Như vậy thì để tính cho nó đơn giản thì chúng ta cần biết các công thức toán học và dụng cụ chúng ta cần là chỉ là cần một cái thước thôi. Và nếu các bạn tự tính thì các bạn cần thêm máy tính ha. Nhưng mà ở đây thì mình sẽ tóm tắt sẵn những cái công thức toán học cần thiết để mà mình tính những cái kiểu chậu cơ bản ha các bạn. Những cái vật dụng nào mà có cùng hình dạng như vậy ở ngoài đời sống các bạn cũng có thể ứng dụng để tính ha. Các bạn tính này thì mình đã thiết kế nó gồm có hầu hết các khối hình cơ bản thì các bạn có thể tính được rất là nhiều cái loại chậu và dụng cụ khác nhau ha các bạn. Bạn tính thì mình sẽ tải lên Google và gửi cái link ở trong phần mô tả các bạn. Bạn nào cần sử dụng các bạn có thể tải về. Nếu như mà máy của các bạn nó không tương thích hoặc là các bạn sử dụng khó khăn gì đó thì các bạn có thể để lại ở phần bình luận cái kiểu chậu và các số đo cần thiết của cái chậu các bạn thì mình sẽ có thời gian rảnh thì mình sẽ tính và nhắn lại cho các bạn ở phần trả lời bình luận ha. Mà trước tiên thì chúng ta tìm hiểu một số kiểu chậu nha các bạn. Như vậy thì chúng ta có những cái kiểu chậu nào? Thứ nhất là mình có kiểu chậu hình lập phương nè. Ở đây mình có khoảng hơn 10 kiểu chậu các bạn có thể ứng dụng để tính rất là dễ dàng. Đây ví dụ một cái chậu hình lập phương, các bạn sẽ rất là quen với kiểu chậu này phải không? Đối với hình lập phương thì để tính trong cái bảng tính kia thì chúng ta cần xác định được chiều dài cạnh ha. Chiều dài của một cạnh thôi. À, mình nói lại thêm một tí. Ở cái bảng này nè các bạn. Mình đã thiết kế sẵn rồi, nó rất là tiện lợi. Các bạn chỉ cần chọn hình thôi ha. Ví dụ như hình lập phương thì nó sẽ yêu cầu chúng ta nhập chiều dài cạnh vào. Thì chúng ta xem lại cái hình của chúng ta nè, hình lập phương như thế này. Thì chúng ta chỉ cần dùng cái thước chúng ta đo chiều dài của một cạnh thôi và chúng ta lấy cái số đó chúng ta nhập vào cái ô này. Ví dụ như cạnh là 25 đi ha. 25 cm nha. Tất cả chúng ta nhập cm hết nhưng mà nó sẽ tính ra lít cho chúng ta. Hình lập phương có cạnh 25 cm thì chúng ta được kết quả là 15,63 lít. Bạn thấy tính nhanh chưa? Tính xong mình xóa ha. Còn đối với hình khác nè, ví dụ hình hộp chữ nhật thì ở đây nó yêu cầu chúng ta nhập vào chiều dài, chiều rộng và chiều cao. Ví dụ như chiều dài là 40, chiều rộng là 20 và chiều cao là 25 thì chúng ta có thể tích hình là 20 lít. Bạn thấy tiện lợi chưa? Mà chúng ta tìm hiểu sơ sơ các hình cái trước cái nha. Rồi, đây là hình lập phương nè. Kiểu chậu này cũng khá phổ biến các bạn. Ngoài chậu thì nó còn ở dạng bồn hoa nha các bạn. Rất là nhiều bồn hoa thì nó dạng hình hộp chữ nhật như thế này. Thì chúng ta cần phải xác định các kích thước chiều dài, chiều rộng, chiều cao theo yêu cầu của các bạn tính ha.
và chúng ta chỉ cần dùng thước đo ba số này và nhập vào cái bảng là chúng ta có kết quả. Tiếp theo là hình trụ. Kiểu chọn hình trụ này các bạn cũng thấy khá phổ biến trong các văn phòng trồng các cây lớn ha các bạn. Hình trụ thì chúng ta cần phải xác định được chiều cao và đường kính đáy. Các bạn hình dung được cái nào chiều cao, nào đường kính đáy không? Đường kính đáy thì các bạn nên dùng cái thước dây các bạn. Các bạn kìm ở bên một đầu bên đây và các bạn kéo nó qua đầu bên kia. Cái khoảng nào xa nhất mà các bạn đo được thì nó là đường kính ha. Nhưng mà nếu chúng ta đo những chậu dày, chúng ta đo đường kính ở trong chứ đừng đo đường kính thành nha các bạn. Nó sai sót một tí cũng không sao đâu, tại vì giá thể trồng cây mình chủ yếu chuẩn bị cho nó dư thì nó tốt thôi ha, tránh trường hợp nó thiếu thì mất công mình đi mua nữa thôi. Rồi đối với hình cầu, các bạn thấy kiểu chậu hình cầu chưa? Mặc dù này ở ngoài hình cầu nhưng mà ở bên trong có thể là người ta làm hình trụ nha các bạn, mình cũng không có rõ ở trong nó là thế nào. Nhưng mà giả sử ở bên trong nó là một cái quả cầu rỗng thì chúng ta phải tính thể tích của khối đất ở bên trong là dạng hình cầu rồi ha. Như vậy với đối với hình cầu thì chúng ta chỉ cần xác định đường kính là chúng ta nhập vào bảng có thể ra được các bạn. Hình tiếp theo là hình nón. Ở cái hình nón này nè, bây giờ người ta ra nhiều cái dạng kiểu chậu khác nhau nha các bạn. Một là hình nón như cái nón lá vậy, cái đó là dạng truyền thống nhất rồi ha. Hình nón đó rất là dễ thấy rồi, thì các bạn có thể tính theo cái công thức này. Bạn xác định được các kích thước là đường kính của cái miệng và chiều cao từ cái miệng xuống tới cái chóp cái đỉnh nón ha. Thì như vậy chúng ta xác định được hai số này và chúng ta nhập vào bảng tính chúng ta tính. Mà trong một số trường hợp là cái chậu này nó biến đổi kiểu dáng các bạn. Nó sẽ dạng hình chớp. Hình chớp thì cái mặt bên nó là cái hình tam giác chứ nó không có bo tròn như thế này ha. Mỗi mặt bên nó rất rõ ràng hình hình tam giác, ví dụ như hình kim tự tháp đó các bạn thấy nó có bốn mặt bên là bốn hình tam giác, thì các bạn có thể cũng sử dụng công thức này luôn, mình tính tương đối thôi. Thì như vậy mình lấy cái đường chéo lớn nhất nó làm đường kính ha. Như vậy thì cái thể tích của mình tính ra nó sẽ lớn hơn thể tích thực tế, nhưng mà nó sẽ an toàn cho mình là mình không mua giá thể bị thiếu ha các bạn. Nếu các bạn muốn tính chính xác hơn thì các bạn sẽ xuống cái phần sau này nè, các bạn chọn thể tích hình chớp cục á. Nhưng mà cái đáy hình chớp cục có đáy lớn và đáy nhỏ, mà cái đáy nhỏ thì bạn cho kích thước rất là bé thôi, ví dụ 1 cm thôi, thì là nó sẽ trở về dạng gần như hình chớp ha. Lúc đó các bạn có thể tính được thể tích nó chính xác hơn. Mà tính cái này mình thấy là cũng không cần phải tuyệt đối đâu. Sai sót trong khoảng nửa lít là chuyện bình thường các bạn. Tiếp theo là hình hình này gọi là hình gì các bạn, hình nón cục. Tại sao là hình nón cục? Tại vì cái hình này nè, nếu nếu như các bạn thấy nó có nó dạng hình trụ nhưng mà nó có một cái đầu lớn và một đầu bé. Nếu như cái đầu bé này nè các bạn cứ kéo dài ra mãi thì nó sẽ chạm vào nhau ở một điểm, như vậy là nó trở thành cái hình nón ha. Hình nón mà bị cắt đi một khúc rồi thì nó thành nón cục. Và cái kiểu chậu này là hình như là nó phổ biến nhất luôn á bạn. Bạn thấy là các chậu màu đen này nè, các bầu ươm chậu chậu mỏng rồi đó, nó rất là nhiều. Thường người ta bán cây giống người ta sử dụng kiểu chậu này rất là nhiều. Thì kiểu chậu này mình muốn tính thể tích của nó thì cũng rất là dễ dàng thôi, mình chỉ cần xác định được cái đường kính của cái miệng là đường kính của cái đáy nè và chiều cao là mình có thể tính được rất là dễ dàng rồi ha. Lát nữa mình sẽ quay lại cái bảng số liệu và mình nhập thử cho bạn xem. Tiếp theo nữa là kiểu chậu hình chẩm cầu. Các bạn nghe hình chẩm cầu có lạ không? Hình chẩm cầu là dạng như hình chảo á các bạn. Hình chẩm cầu lý tưởng á, là nó đúng là cắt từ cái hình cầu. Thì cái vòng cung bo tròn này các bạn, nó đúng thật là cái đường tròn nha các bạn. Còn hình cái chậu của mình nó sẽ biến đổi một tí, nó lệch lệch nó như cái chảo vậy chứ nó không có chính xác được như cái hình chẩm cầu nha. Nhưng mà để tính toán cái này thì ở mức độ tương đối đó, thì mình cứ áp dụng hình chẩm cầu để mình tính ha. Thì muốn tính như vậy thì chúng ta chỉ cần xác định được đường kính của cái miệng chậu nè và chiều cao từ miệng chậu xuống đáy. Như vậy thì chúng ta tính được một cách tương đối ha các bạn. Rồi, tiếp theo nữa là hình lăng trụ đều. Hình lăng trụ này thì nó chứ thường là dạng hình lăng trụ lục giác các bạn.
chứ người ta cũng ít làm những chậu khác. Còn hình lăn trụ tứ giác đều thì nó dạng như hình hộp chữ nhật cả ha. Chúng ta có thể tính quay lại trường hợp kia, hình ngũ giác cũng ít, thường là dạng tổ ong, hình lục giác nè, mà thấy các chậu mẫu đây ha. Thì chúng ta cần xác định những gì? Cần xác định thứ nhất là số cạnh. Ví dụ như đây là hình lăn trụ tam giác đều, thì có đáy là hình tam giác đều, thì chúng ta xác định đáy nó có số cạnh là ba cạnh ha, và xác định chiều cao. Như vậy thì mỗi hình chúng ta chỉ cần với kích thước cạnh và chiều cao, ba thông số này chúng ta có thể tính được thể tích của nó các bạn. Rồi với hình tiếp theo là hình hai đáy, hình elip, hình lăn trụ. Hình trụ nhưng mà nó có đáy là hình elip chứ không phải hình tròn. Cái hình này các bạn thấy dễ thấy nhất là ở đâu? Ví dụ như những chai xà phòng gội đầu, dầu gội đầu á mà. Các bạn thấy là nếu các bạn cắt ngang nó hai đầu nó đi thì nó sẽ thành hình trụ có đáy là hình elip ha. Như vậy thì thể tích của hình này được tính sao? Thì chúng ta cũng chỉ cần xác định các thông số đường, cái này gọi là trục lớn của hình elip nha các bạn, cái đường ngang dài nhất á gọi là trục lớn của elip ha, và cái đường ngang ngắn nhất gọi là trục bé của elip, và chiều cao giữa hai đáy hai hình elip. Cái này thường là sử dụng để trồng bonsai các bạn. Những cái chỗ lẫm lẫm này nè, chỗ lòi chỗ lõm các bạn cũng cân nhắc tương đối thôi ha, mình coi như nó elip đi, chứ mà muốn đo từng chút về tính thì nó rất là khó, với lại cũng đâu có cần chính xác nhiều như vậy ha, mình tương đối thôi nha các bạn, mình xác định mấy thông số đó để mình tính thôi, rồi mình sẽ trừ hao dư ra. Hình tiếp theo nữa là hình chớp cục đều. Chớp cục đều này các bạn nhớ là hình nón lúc nào không? Mình có nói về dạng mà hình dạng kim tự tháp đó các bạn. Nếu như các bạn muốn tính chính xác ở phần trên nữa đó, thì các bạn giảm kích thước của cái đáy nhỏ lại ha. Ở đây với những hình chớp cục đều đa giác như thế này thì chúng ta cần xác định gì? Thứ nhất là xác định số cạnh của mặt đáy. Ví dụ như mặt đáy này có 3 cạnh, mặt đáy này có 4 cạnh, mặt đáy này có 5 cạnh, thậm chí 6 cạnh hoặc nhiều hơn ha. Nhưng mà các bạn thấy là khi mà nó càng nhiều cạnh đó, thì sao bạn? Khi mà cái đáy nó càng nhiều cạnh thì nó càng tiến gần về hình tròn. Nên ở đây mình chỉ giới hạn ở từ 6 cạnh trở lại thôi ha các bạn. Nếu như nó thành 7 8 cạnh đó, thì nó gần tròn rồi, thì các bạn quay về trở về hình nón cục các bạn tính ha. Mình chỉ cần tương đối thôi, làm khắt khe quá thì thiết lập công thức nó rất là khó các bạn. Và các bạn cũng không có cần phải chính xác nhiều như vậy đâu. Rồi mình xác định các thông số này và mình sẽ nhập vào bảng tính. Một kiểu chậu nữa cũng khá phổ biến, các bạn thấy thường ở trên ban công đó mà, nó sẽ có dạng máng hình hộp chữ nhật, hình chớp cục nhưng mà nó có dạng đáy là hình hình chữ nhật, nên nó giống như một cái máng rồi các bạn. Nó có đáy dưới nó nhỏ hơn đáy trên ha, đáy dưới nhỏ hơn cái miệng là cái đáy lớn á. Xét về hình hộp thì nó là cái đáy, nhưng mà xét về cái chậu thì nó là cái miệng ha. Thì chúng ta cần xác định được các kích thước như thế nào. Về đáy lớn thì chúng ta xác định chiều dài chiều rộng, đáy nhỏ cũng xác định chiều dài chiều rộng và xác định chiều cao. Thì với các kích thước này chúng ta chỉ cần dùng thước là xác định được hết, và chúng ta nhập vào bảng tính để tính kết quả. Một kiểu chậu khác mà hơi hiếm gặp hả các bạn, thường chậu này chỉ đây trồng phong lan hoặc là bonsai gì đó ha. Cái chậu hình hình trụ mà hình chớp cục nhưng mà nó là elip là sao các bạn? Hình chớp cục là hình hình nón cục chứ nó lai với hình nón hình chớp. Nó có hai cái đáy không bằng nhau nên nó gọi là cục á. Nếu nó nhọn ra nữa thì nó không biết nó hình hình gì á. Mà cái đáy nó là dạng hình elip các bạn. Bạn thấy cái này nó lạ không? Cái chậu này thì mình muốn tính thể tích của nó. Cái chậu này nó có kích thước lớn lắm nhưng các bạn, tại đây hình nó nhỏ thôi. Chỉ làm cái chậu kiểu này mà làm nhỏ nhỏ gió thổi là hết. Vì nó cũng khó đứng, phải làm chậu lớn nên cái bề mặt tiếp xúc ở dưới nó mới lớn được ha. Ở đây thì chúng ta cần xác định được các trục của hình elip lớn và hình elip nhỏ. Trục
dài trục ngắn của mọi elip ha, và chiều cao giữa hai đáy thì chúng ta sẽ tính được thôi. Rồi còn hình gì nữa không? À, mình thực nghiệm một số hình này trước đi ha, thì mình tìm hiểu thêm. Rồi bây giờ mình quay lại các hình khác. Giờ bạn muốn tính hình gì đây? Ví dụ như hình hình nón cục đi ha, hình nón cục phổ biến nè, để mình tính cho cái chậu, mấy chậu màu đen nhựa mềm á, bạn thấy quen ha. Thì cái hình chóp cục này cần tính đường kính đáy lớn, đường kính đáy nhỏ và chiều cao. Ví dụ đường kính đáy lớn là 30 cm, đường kính đáy nhỏ là 20 20 và chiều cao là 25, thì thể tích của nó là 12,43 lít. Mình thấy tính gọn không? Nào, tính này mình bỏ nha, đỡ lộn nha. Rồi hình hình chóp cục đều đấy ha. Nãy mình nói hình lục giác đó. Rồi nó bắt mình nhập bốn kích thước này. Thì số cạnh của mặt đáy hình lục giác là có 6 cạnh ha. Chiều dài cạnh đáy lớn, chiều dài ví dụ 12. Chiều dài cạnh đáy bé ví dụ như là 8 và chiều cao là 30 đi. Thì chúng ta có thể tích là 7,9. Rất là nhanh luôn các bạn, chỉ cần dùng thước để đo các số là có, dùng thước thẳng thôi chứ không cần thước gì phức tạp đâu. Rồi ví dụ cái hình cái chậu lọc lúc nãy, hình chóp cục elip á. Thì chúng ta có hình elip lớn thì nó có trục lớn là nhiều, ví dụ như là 20 đi ha, trục bé và đáy lớn là 10, đáy bé là 10 và 5, chiều cao là 10. Thì chúng ta có thể tích của nó là, thôi hình này thể tích rất là bé mà, tại vì nó hẹp quá, nó hẹp quá nên thể tích nó không có bao nhiêu hết trơn. Rồi ngoài ra thì các bạn có thể ứng dụng cái cách tính này để chúng ta tính cho cái bùng bùng mình pha chế phân thuốc đi ha. Ví dụ như mình có một cái phi mà mình không biết nó là thể tích bao nhiêu, cái phi thường nó dạng hình trụ ha các bạn, thì mình sẽ chọn hình trụ. Hình trụ thì nó yêu cầu mình tính đường kính nhập, đường kính đáy và chiều cao. Hình trụ có đường kính ví dụ như cái bình 21 lít đó, 20 lít đó, đường kính khoảng nhiều ta, khoảng 30 đi ha, chiều cao khoảng 40. Thì như vậy thể tích của nó là 28 lít, vậy là cái bình 20 lít nó nhỏ hơn cái này. Bạn thấy cách tính nó tiện không? Như vậy các bạn xác định được thể tích chính xác thì các bạn có thể pha chế nó đúng hơn ha. Rồi nhưng mà đối với một số dạng hình học khác á, thì sao các bạn? Ví dụ như cái chậu mà các bạn treo tường á, thì nó thiết kế dạng mà phân nửa của cái hình chậu bình thường à, để cho một mặt nó ốp vào tường nó phẳng, nó không có bị lắc lư các bạn. Thì như vậy thì các bạn chỉ cần xác định được cái thể tích của hình nguyên vẹn, các bạn chia hai ra thôi ha, thì các bạn xác định được thể tích của chậu treo tường. Rồi các kiểu chậu mà nó thiết kế biến tấu, kiểu dáng nó biến tấu, ví dụ như nó xoắn, cái cũng cùng là cái chậu lục giác đi, nhưng mà cái đáy trên với đáy dưới nó không có thẳng song song với nhau mà nó lại xoắn nghiêng qua một bên, thì cái mặt bên đó nó không có còn là hình chữ nhật nữa, nó bị xoắn xoắn thành hình khác nữa bạn. Nhưng mà nếu mà chúng ta tính thể tích chậu thì chúng ta tính tương đối thì chúng ta có thể vẫn áp dụng công thức của hình hình chóp cục các bạn tính cũng được. Còn nếu các bạn muốn trừ hao cho nó an toàn hay các bạn chuyển nó về hình nón cục đi ha, thì chúng ta lấy cái kích thước lớn nhất ở trên miệng, nó làm đường chéo lớn nhất đó, làm đường kính đáy, và đường chéo lớn nhất ở mặt đáy nhỏ thì chúng ta làm đường kính đáy nhỏ. Như vậy thì chúng ta cứ lấy những số liệu lớn nhất cho bạn nhập vào thì chúng ta sẽ trừ hao được cái sự thiếu, nó dư thì không có sao đâu các bạn. Còn các trường hợp mà các chậu mà nó có dạng lồi lõm thất thường á, ví dụ như cái bình hoa đi, bình hoa thì nó hơi quá, mình trồng cái cây nó cũng đâu có uống dữ vậy. Ví dụ như
nó hơi gần tròn á mà. Để mình lên Google mình kiếm coi. À, ví dụ như cái chậu này nè thì bạn tính làm sao, ở giữa nó lòi ra nè, thì như vậy thì các bạn cũng có thể áp dụng cái cách tính theo hình hình nón cục đi, nhưng mà các bạn sẽ lấy cái bề ngang lớn nhất này nè làm đường kính đáy lớn và bề ngang bé nhất làm đường kính đáy nhỏ ha, chiều cao thì vẫn giữ nguyên như vậy, các bạn tính như vậy nó sẽ ra tương đối là đúng. Hoặc là nếu các bạn muốn tính an toàn hơn á, thì các bạn cứ lấy cái bề ngang lớn nhất nè làm đường kính rồi các bạn tính theo hình cầu thì nó sẽ bao trùm luôn toàn bộ cái hình này, là chắc chắn là mua bao nhiêu giá thể nó là bạn dư sức để chứa vào cái chậu này, như vậy là rất an toàn ha các bạn. Rồi một số kiểu chậu khác để mình tìm thử cái nha, chậu hình trái tim, chậu hình con này con kia thì bó tay các bạn lấy hình cầu các bạn túm nó hết đi, mua dư là chắc ăn. À nếu như trong cái video này mình trình bày thiếu cái kiểu chậu nào đó các bạn quan tâm, các bạn có thể để lại bình luận ở dưới ha, tại vì mình soạn video thì mình chỉ làm sơ sơ một số cái mà mình nghĩ ra lúc đó thôi chứ mình cũng chưa có nghĩ được hết đâu bạn. Mấy cái chai này thì trên chai nó có sẵn rồi cái đó cũng không phải cái chậu. Rồi cơ bản thì có một số kiểu như vậy thôi. À có cái nữa là cái túi bầu mình cây các bạn, túi bầu đen hoặc là túi vải á, các bạn muốn xác định thể tích trước của nó thì các bạn nên dồn giá thể vào trước nha, rồi mình biến nó thành hình trụ đi, rồi mình đo kích thước đường kính và chiều cao thì bạn tính nó đúng hơn ha, chứ cái bịch mà cái túi mà mình chưa vào giá thể nó rất là cao nha các bạn, khi mà vào giá thể nó căng bề ngang rồi nó sẽ giảm độ cao xuống. Các bạn đừng có đo cái túi đó, các bạn tính là không có đúng nha. À, như vậy thì mình trình bày sơ sơ như vậy ha. Cái bảng tính này nó có rất nhiều công thức nha các bạn. Bạn muốn học công thức của nó, các bạn có thể download về. Và các bạn xem cái công thức của nó rất là nhiều. Ví dụ như cái chỗ ô thể tích này nè. Mình đã nhập rất là nhiều cái công thức trong đây. Thấy nhập bao nhiêu đầy vô một cái ô nó mới ra được cái kết quả bạn cần. Như vậy bạn nào cần thì các bạn cứ download về ha, mình không có giấu công thức đâu. Rồi như vậy mình xin tạm dừng video ở đây, cảm ơn các bạn đã theo dõi, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.